Để buổi hôm nay các em làm bài được chuẩn và tốt thì các em phải comment đáp án. Vẫn như vậy, đề này có trong sách Phạm Ngọc Anh nhé. Đề này rất chuất, đề này cực kỳ chuất luôn. Các em cứ làm đi, các em sẽ biết độ chuất nó như này. Chuất kinh khủng luôn. Hello Viclu. Xe về tường nha, xong tắt tất cả các bạn vào đây nhá. Tất cả các lớp offline 2K1 của thầy đã nghỉ hôm nay. Thế là bắt đầu từ hôm nay là thầy sẽ khô máu cùng với lại team online. Vã lắm rồi, ok, bắt đầu nhá. Hôm nay mục tiêu chúng ta chữa trong 50 câu. Chữa trong 50 câu thì mình sẽ nghỉ. Sau khi mình nghỉ xong thì sáng mai mình lại chữa tiếp 505 câu nhận biết thông hiểu. Cứ sáng 5:30 bật lên thì lại thấy thầy thôi. Ok, bắt đầu chữa. Mình nhìn nhá. Thằng này tác dụng Benadry này, thu được summon hero bằng summon ít. Vậy suy ra nó phải có hai nhóm mà tác dụng được Benadry. Nhìn đáp án này, được hai nhóm này, được hai nhóm này, một nhóm vớt được hai nhóm này, tiếp tục tác dụng với AOH theo tỷ lệ mol 1:1 tương đương với, hoặc một nhóm OH đính carbon thơm, hoặc một nhóm COH. Nhìn này, OH này không đính carbon thơm, vứt. Hai OH cũng đính carbon thơm, sai, chỉ được một nhóm thôi. Một nhóm OH đính carbon thơm, một nhóm OH thường. Vậy một dây tèo hết. Chào Hạnh, đấy thầy khởi đầu tí rồi. Nội bộ xe trong nhóm lớp giúp mình, giúp thầy nhá. Các em ơi, tối nay xe mạnh mẽ lên sao được hơn 300 rồi. Mấy hôm nay xe đuối quá nhỉ. Một dê, đúng rồi, chính xác, Phạm Tấn Ngọc, đúng. Ăn ít có là mất máu nước vào rôm anh Ngọc nhá. Hôm nay thầy sẽ tổng ôn lại cho các em tất cả những thứ mà các em cảm giác thấy rằng là sai lầm. Hôm nay tỷ lệ sai cực kỳ nhiều, còn sai nhiều hơn hôm qua luôn. Nhưng mà thầy sẽ thông não các em. Hôm nay thầy sẽ thông não các em. Yên tâm, não của em sẽ được thông thì đi thi sẽ cực kỳ khủng. Sẵn sàng chưa? Tiếp tục nha. Câu số 2, livestream chống liệt có rồi, skin 01, skin 02 chấm liệt hết. Số phản ứng thuộc loại ô xóa khử. Úi giời ơi, đếm thử em thấy thôi. Bao nhiêu phản ứng thuộc loại ô xóa khử? Farouk có trắng bạc Nguyễn Hiếu nhá. Farouk có trắng bạc, thầy vẫn đang giảng chi tiết mà. Thầy vẫn đang giảng cực kỳ chi tiết luôn. Hello Thủy Duyên. Các em tag các bạn các em vào trong video livestream này nhá. Nào. FeN số phản ứng thuộc loại ô xóa khử, nhìn này, FeNO3 3 lần nhiệt phân tạo thành Fe2O3, nhiều đối tượng không phải ô xóa khử nhưng nó là ô xóa khử đấy ạ. Tạo thành NO2 cộng oxy mà. Có sự thay đổi số xóa mà. Đúng không? FeOH 3 lần nhiệt phân tạo thành Fe2O3 cộng nước thì không phải ô xóa khử. FeO để tạo thành Fe2O3 thì đây mình có sắt dương 2 nên sắt dương 3 là có phải ô xóa khử đúng không? FeCO3 để sắt dương 2 lên sắt dương 3, vậy có phải ô xóa khử. Fe0 lên Fe dương 3 là có sự phải ô xóa khử. Fe dương 2 về Fe dương 3 cũng là ô xóa khử. Vậy đây mình có 1, 2, 3, 4, 5. 5 phản ứng thuộc loại ô xóa khử. Và nhiều bạn tô 4 là chết. Đấy, nhìn biết ngay dung dê hôn chết. Đáp án đúng là đáp án B. Ủa, Farouk và Glu đều trả mạc chính xác em ạ. Ok chưa? Đấy, thầy chỉ múa hai câu đầu thôi là các em biết là các em sẽ bị sai nhiều như nào. Hôm nay là học để sai các em ạ. Ngày hôm nay chúng ta học để sai. Các em sai ngày hôm nay còn hơn là các em sai hôm đi thi trung học phổ thông quốc gia. Thầy ngày hôm nay có nghĩa vụ và nhiệm vụ ở đây giúp các em cùng sai với thầy. Thầy sẽ hướng dẫn các em cách anh em sai để mà sau đó đi thi trung học phổ thông quốc gia các em không bị sai nữa. Chính vì vậy nên là tất cả các bạn hãy cùng comment đáp án lại vào ngày hôm nay để mà biết được rằng là mình sai ở đâu và mình sai như nào. Ngày trước mình học những kiến thức nào lỗi. Lý xe về tường nhé. Đây là đề này để ở trong sách của thầy đấy. Lý xe về tường cho các bạn cùng biết nhá. Bỏ đi xe hóa, ok đấy, chuẩn, nó phải như thế. Câu số 5. Thế bây giờ đang chậm đây. C7H16O thu được 4 hợp ban ken đồng phân cấu tạo. Xem nào. Heptan 4 ôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Đây, heptan 4 ôn. Heptan 4 ôn mà thu được hỗn hợp ban ken là đồng phân cấu tạo. Chú ý, đồng phân cấu tạo thì không xét hình học. Và anh này thì thu được một ăn ken thôi. Đấy. Một ăn ken đồng phân cấu tạo vứt. Đúng chưa? 2-metin hexan 2 ôn. 2-metin hexan 2 ôn. Hexan 2-metin hexan 2 ôn. 2-metin hexan, hexan này. 2-metin hexan này. 2 ôn này. OH cắm đây. Thì tách nước C nối đôi C 4 5 6
hoặc là đây có C đây, hoặc là nối đôi C dưới vẫn chỉ thu được hai đồng phân cấu tạo thôi. Vứt tiếp. Heptan baôn. Đây thầy đưa lên cao rồi, thầy đưa lên cao rồi, thầy đưa lên cao rồi. Heptan baôn. 1 2 3 4 5 6 7. Đúng chưa? Heptan baôn này. OH đây. Tách ra thì thu được 7. Đây nối đôi nằm đây. Hoặc nối đôi nằm cuối. Đúng chưa? Vứt tiếp chỉ được hai đồng phân cấu tạo. Đúng chưa? Vậy C cũng loại, đáp án đúng là đáp án D. Thầy vẽ D cho các em nhìn nhá. 3-metin hexan baôn này. 3-metin hexan baôn này. Hexan baôn này. 3-metin này. Tách nước này, có thể tạo thành này. Nối đôi này. Hoặc nối đôi cắm đây. Hoặc nối đôi cắm ở thằng trên. Hoặc nối đôi cắm ở thằng đằng sau. Đủ 3 đồng phân cấu tạo chưa? Vậy đáp án đúng đáp án gì? Câu số 6 còn phê nữa. Thầy bảo đề này là để làm phê mà em. Câu này là những câu mà chặn điểm 7-8 trong đề thi năm tới, để cho các em tổng ôn lý thuyết cho khủng hơn. Tát tất cả các bạn vào đây nhá. Mình tiếp tục. Câu này xác định lỗi. Gì lỗi? Hỗn hợp 5 hỗn hợp, mỗi hợp 2 chất rắn có số mol bằng nhau. Số mol bằng nhau. Na2O và Al2O3. Thằng này là 1, thằng này là 1. Tan trong nước thì anh này tạo thành NaOH. 1 x 2 bằng 2. Đấy chưa? Cộng với Al2O3 1 mol cộng với nước thì mình thu được NaAlOH 4 lần. Vậy là tan hết. Đúng không? Tan hết bởi vì nhôm này cũng là 2 này, vậy ra đây là 2. Vậy anh này là tan hết. Tan hết một cháo. Ag và FeCl3 thì có Ag cộng với lại Cl trừ tạo thành AgCl là không tan rồi. BaCl2 và Cl4 thì có Ba2 cộng với S42 trừ là không tan rồi. Đúng chưa? Nom Ba nhá. Ba vào nước thì thu được BaOH hai lần. BaOH hai lần cộng được NaHCO3 thì thu được BaCO3. Kết tủa không tan rồi. NaF và AgNO3 thì không tan bởi vì AgF không kết tủa. Vậy mình được hai thằng tan. Đáp án đúng đáp án B. Kinh điển chưa? Úi xời, thầy bảo là mà hôm nay làm cũng mà sai. Ối đứa. Đề thi mà như này chắc học lại bọn 2K2. Các em ơi, offline thì học những cái này đấy. Đây để chặn các câu 7-8 điểm. Đây để chặn các câu 7-8 điểm. Mà thầy like ở ngoài. Chứ đánh nhé, thế này là thầy like cho live VIP với lại offline thôi. Nhưng mà thầy like ở ngoài để cho các em. Còn là mình thì mình vẫn có cái bộ mà, cái bộ mà nhận biết thông hiểu rồi. Tối nay thầy like cái này cho các em kinh điển thôi. Chắc nhiều bạn về nhà làm thử rồi cũng biết nó kinh điển như nào, đúng không? Cũng dễ mà, tốt. Nào mình tiếp nào, sang câu số 7. Số trường hợp Cu bị oxy hóa. AGF tan lên trung Đức nhé. Câu số 7. Số trường hợp Cu bị oxy hóa. Thế các em nhìn nhá. Nung này, thì mình lưu ý cho thầy này. CuNO3 mà nung thì nó tạo thành CuO cộng với lại NO2 cộng oxy. Thì Cu này tác dụng với oxy để tạo thành CuO. Vì vậy ở đây đồng bị oxy hóa. Đồng vào bạc cộng thì tạo thành đồng 2 cộng. Cộng bạc, đồng bị oxy hóa. Đồng vào sắt 3 thì tạo thành đồng dương 2 cộng sắt dương 2, đồng bị oxy hóa. Đồng vào NO3 trừ H cộng, đây có H cộng, đây có NO3 trừ. Vậy đồng cũng bị oxy hóa. Được chưa? Đồng vào nhôm 3 cộng không phản ứng. Đồng vào sắt 3 cộng tạo thành đồng 2 cộng. Cộng với lại sắt 2 cộng. Ở đây đồng bị oxy hóa. 1 2 3 4 5, 5 thằng. Được chưa? Đáp án đúng đáp án C. Ok.
Tốt, đấy, vích lu đúng rồi, câu 7 có 5 cái, chính xác, rất tốt. Nhìn dễ dễ sợ. Đấy, level nó tăng. 505 câu thì level bình thường thôi, nhưng mà làm cái này thì nghĩ là level của em sẽ tăng lên một chút. Đây là những câu thì dự kiến là có trong đề thi. Đây là những câu thì dự kiến có trong đề thi, đây là những kiến thức lý thuyết dự kiến có trong đề thi. Dự kiến lý thuyết đấy có trong đề thi, thế nên thầy mới live stream ở đây. Nên là các em chú ý xe lại về tường xong tác các bạn vào ngay. Phần này khá là kinh điển và gần như là rất ít giáo viên dám chữa phần này, bởi vì phần này các thầy cô sẽ bị sai rất nhiều. Phần này đòi hỏi một độ chắc về mặt lý thuyết. Câu số 8 đáp án gì các em nhỉ? Glucose và maltose đều phản ứng trắng bạc, cái này đúng. Ethanol và phenol đều tác dụng được với NaOH. Ethanol không tác dụng NaOH đâu, sai đấy. Tính axit của axit formic mạnh hơn của axit acetic, đúng. Liên kết hydro là nguyên nhân chính khiến ethanol có nhiệt độ sôi cao hơn dimethylethane, đúng tiếp. Phản ứng NaOH với etin acetat là phản ứng thuận nghịch, sai, nó phản ứng một chiều. Anilin và dung dịch brom thấy có vẩn đục, có kết tủa vẩn đục cũng được, đúng không? Được, 1 3 4 6. 1 3 4 6. Hello Đỗ Văn Kha, chào em. Thầy muốn tủ cho bọn em đi thi thôi mà. 1 3 4 6 phải đáp án đúng mình đáp án. Z. Đây chưa? Câu số 9, câu số 9. Số đồng phân đơn trước mạch hở có công thức phân tử C4H8O2 có phản ứng trắng gương. À, đơn trước mà lại trắng được gương. Trắng bạc. Vậy thì chắc chắn là đồng phân este, đầu nó phải có đầu là HCO. Hai nó khác nó phải là 0 cộng 3, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 3 có 2, 1 x 2 bằng 2. Vậy là 2 đồng phân, C. Câu số 10. Câu số 10. Dãy các chất sau, những chất nào có thể làm mất máu dịch brom? Dãy các chất sau, những chất nào có thể làm mất máu dịch brom? Comment đáp án xem nào. Sợ chết khiếp hết. Đấy, học lý thuyết của thầy mà học từ đầu ấy, thì tất cả các bạn offline sẽ làm được những câu này. Chính vì vậy nên các em cần chú ý. Những bạn nào mà chưa học thầy từ đầu thì hôm nay theo dõi thầy chữa để em biết. Những em nào 2K2 đang theo dõi video livestream thì nhớ phải học thầy từ đầu đi, chăm chỉ đi thì mới làm những câu này. Em nhìn thấy các anh chị 2K1 kêu oai oái. Câu 10. Dạy các chất sau hỏi những chất nào nó mất màu trong dịch brom. Butan không. Vinyl acetylene này, anh này. Có. Ethylene glycol không. Styrene. Có. Toluene không, glucose có. 1, 2, 3. Styrene, vinyl acetylene, glucose. B, bỏ. 10B, tốt, chính xác, ăn khói, Vân Anh, Nguyễn Huỳnh Nghĩa. Đúng, rất đúng, tốt. Đấy chưa? Thầy đang chưa chi tiết mà Linh Vương. Thầy đang chưa cực kỳ chi tiết luôn. Câu số 10. Câu số 12. Nay mình chơi câu 50 nhé. Câu số 12. Các loại polymer. Số polymer thuộc loại polyamide. Thế các em hiểu polyamide là gì không nhỉ? Polyamide là những thằng có liên kết NHCO. Và ni lông 6 là polyamide. Cellulose trin acetat không phải polyamide. Bạn nào chưa xe xe về tường nhá. Phần này chắc chắn là like xong là thầy ẩn luôn đấy. Ẩn mất luôn. Tại phần này rất chất. Ni lông 6,6 có nhỉ? Visco là cho sen lulose nhúng vào dung dịch C2 không có. Nylon 7 có. Cao su thiên nhiên là không, đi từ isopren không. Tôi chlorine càng không. Vậy là HCl, nylon 6, nylon 6,6, nylon 7, 3 thằng. Đáp án đúng đáp án. À, Hoài Hổ đúng. Năm nay em tưởng em sẽ tìm thầy phục thù, ok. Được. Lên Hà Nội học offline ngay từ bây giờ tại cơ sở đại học Y là phục thù được hết, cày từ đầu. Nhưng thôi cố gắng đừng trượt. Câu 91 đâu có chi tiết. Đâu, chi tiết hết mà em. Chẳng câu nào không chi tiết cả. Câu 13. Cho dãy các chất. Câu 13 cho dãy các chất, thầy đang chữa cực kỳ chi tiết. Câu 13 cho dãy các chất. Bạn nào ở trong nhóm live VIP của thầy xem trong nhóm live VIP giúp thầy nhá. Và tất cả các bạn nào mua sách của thầy thì đều học bằng đây. Đây là thầy chữa bài trong sách. Số chất lưỡng tính trong dãy, lưu ý để bài hỏi số chất lưỡng tính. Nhôm không phải lưỡng tính nhé. Kim loại làm gì có tính lưỡng tính. Kim loại không lưỡng tính được. Được chưa? Không chửi nhau ở đấy đâu. Al2O3 là oxy lưỡng tính, CrO3 lần là hydroxy lưỡng tính, HCO3 là có tính lưỡng tính, N4Cl không. Anh này có nhóm NH2 tính bazơ, COH tính axit, vậy có tính lưỡng tính. Anh này có khả năng tác dụng với HCl, có khả năng tác dụng NaOH nhưng không có tính lưỡng tính. Bởi vì anh không nhường nhận proton H+.
Vậy loại mình có 1, 2, 3, 4, 4 anh có tính lưỡng tính. C. Đấy chưa? Những câu đếm này, những câu mà các em rất hay đếm sai. Thế nên thầy phải chữa bộ câu đếm này cho các em để các em đếm những câu trong đề thi nó không bị sai. Được chưa? Rất ít người dám chữa những câu lý thuyết như thế này. Và tất cả team Minh Berlin thì đều khẳng định là cày được full lý thuyết 24 câu. Ok chưa? Bạn Linh Vương bảo bạn ấy không hiểu cách thầy chữa câu 9. Linh Vương ơi, em lên trên YouTube search tìm đường phân siêu nhanh hoặc là skin 01 của thầy tất nhá. Những bạn nào không biết cái đấy thì chắc là chưa được xem skin 01 của thầy rồi. Skin 01 của thầy là giải bằng cách đấy. Câu 14, hổ thân. Những oxit nào tác dụng với nước ở điều kiện thường? Tác dụng nước điều kiện thường. SO3 tác dụng với nước ở điều kiện thường nhỉ? Để tạo thành H2O4. KO tác dụng nước điều kiện thường tạo thành KOH. P2O5 tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo thành H3PO4. CO không tác dụng với nước điều kiện thường, CO không. NO2 tác dụng được với nước ở điều kiện thường. Vậy mình cứ có thằng nào là CO loại, CO loại, CO loại, CO loại. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Được chưa? Câu 15. Câu 15 các em ơi, thầy chữa này có chậm quá không hay là nhanh quá không? Các em comment để thầy biết này. Thế này là nhanh nhanh hay chậm? Cần tăng tốc độ không hay giảm tốc độ? Hơi tối. Hơi tối à? Trúc Thanh bảo hơi tối. Học sinh cưng kêu hơi tối. Đợi thầy tí xíu. Thế này là đủ sáng nha Trúc Thanh. Skin nhìn phát ra đúng rồi phát Berlin. Nguyễn Thu Hà xe về tường cho tất cả các bạn có sách học nhá. Nhanh hơn ok, câu 15. Trong hầu hết các hợp chất, trong hầu hết các hợp chất số xóa của hydro trừ hydro kim loại bằng dương 1, đúng. Liên kết trong hợp chất NaCl bản chất ion, đúng. Phosphor đỏ và phosphor trắng là hai dạng thuộc hình phosphor, đúng. Than chì và kim cương hai đồng vị là sai. Hai dạng thuộc hình mới đúng. Đề bài hỏi câu không đúng. Được chưa? Ừ, thầy đang chậm đây trai. Ok, đang chữa chậm. Ok, đang chữa chậm. Câu 16. Các loại phân bón hóa học đều là các hóa chất có chứa. Các loại phân bón hóa học. Bạn nào chưa xe thật nhanh về tường nhá. Các loại phân bón hóa học đều là hóa chất có chứa cái gì? Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, đúng. Đáp án đúng đáp án A. Chứ còn thằng này chỉ một phần. 16 à? 17. 17. 17. Cho các kết luận. Giờ mình nhận định kết luận đúng sai đã. Độ dinh dưỡng trong phân lân được đánh đá giá bằng hàm lượng nguyên tố phốt pho sai. Phải là hàm lượng của P2O5. Magie cháy trong khí CO2 đúng. Công thức chung của oleum đúng. Thầy lắp váy cây gương. Rồi, SiO2 có thể tan được trong các dung dịch axit thông thường. SiO2 không tan trong các axit thông thường. Sai. 23 đúng rồi. 23 đúng rồi. 23 đúng rồi. Bên này có 2 thằng đúng rồi. Thằng 2 và thằng số 3. 5 à? Hello Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn thay ảnh. Hằng Nguyễn có avatar đẹp đấy. Không biết ai đẹp dai vậy. Vàng, bạc, platin là kim loại không tác dụng với oxy. Đúng. 3 thằng đúng. H2S qua PB nổ 3 lần tạo thành PBS. 4 thằng đúng. CO khử được oxit. 5 thằng đúng. Vậy 5 cái lượt đúng. À. Ok chưa? Câu 18. Cho dãy các chất. Câu 18. Cho dãy các chất. Số chất tác dụng với NaOH đặc đun nóng. NaOH đặc đun nóng. CuH 2 lần là 1. SiO2 là 2. NOH 2 lần là 3. Chrome không tác dụng NaOH đặc. Al2O3 là 4. N4HCO3 là 5. NaCl không. Vậy tổng cộng mình có 1, 2, 3, 4, 5. B bỏ. Ok. 17B á. Nguyễn Văn Lộc. Lộc ơi, thầy đếm cho em xem nhá. Độ dinh dưỡng trong nguyên tố phốt pho, độ dinh dưỡng của phân lân là phải là PaO5. Vậy là một sai này. Magie cháy trong khí CO2 là đúng. Công thức oleum này là đúng. SiO2 không thể tan ở trong axit thông thường. Ở đây có thể tan là sai. Vậy ở bên này chỉ có hai thằng đúng thôi. 2, 3 là đúng. Còn vế bên này đúng hết.
Vàng, bạc, platin các kim loại không tác dụng với lại oxy đúng. H2S qua PbNO3 2 lần thu kết tủa PbS đúng. CO có thể khử được các oxit kim loại đúng. Vậy mình chỉ có 2 với lại 3 là 5. Được chưa em? Câu 20. Câu 20 cẩn thận không nhầm nhé, nhiều bạn nhầm lắm. Thế nên là thầy phải chữa cái này khá chậm cho các em để các em cùng xem ấy, cùng so sánh. Bởi vì các em bị học rất nhiều thầy, rất nhiều cô dạy kiến thức sai, bị lệch ấy. Thực ra cũng không hẳn là do mọi người dạy sai, người ta cố tình đâu, mà là mọi người bị lệch một chút thôi. Bị lệch. Thế nên là phải like cái này cho các em. Bạn Hiền coi và anh đang bảo là bạn ấy không thấy like thì chữa này. Được chưa? Có bạn đang hỏi thầy là CuH2 lần tác dụng đối với lá hoạt đặc. Đúng, chính xác. Tác dụng Tuấn ạ. Tuấn ơi, Tuấn mở sách giáo khoa lớp 12. Tuấn mở sách giáo khoa lớp 12 trong cái thí nghiệm mà glucose làm tác dụng với lại CuH2 lần để tạo thành dung dịch màu phức xanh ấy. Thì ở trong cái thí nghiệm đấy thì có nói là CuH2 lần cộng với lá hoạt nó tạo thành phức Cu, phức đồng em nhé. Lá hoạt hòa tan CuH2 lần trong sách giáo khoa lớp 12 có. Phần glucose nhá. Các em mở ra là check lại là thấy luôn. Phần glucose ấy. Câu 20. 20. Khi cho đồng và dung dịch, số chất phản ứng được với nhau. Đồng ăn được sắt 3 có. H2S ăn được CuS4 để tạo thành CuS. Hi vào FeCl3 thì có là tạo thành Y2. Đây là sắt 3 cộng này. Đây cộng Y trừ này để tạo thành Fe dương 2 cộng với lại Y2. Có. Dung dịch AgNO3 thì mình có chắc chắn là có AgCl. Ở đây mình có H cộng này, ở đây mình có NO3 trừ này. Và có sắt 2 cộng này, nó sẽ lên sắt 3 cộng này. Có tiếp này. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chất phản ứng. Vậy đáp án đúng mình là C5. Nhìn chưa? Lại chết rồi. C mới đúng. Nhiều đứa tưởng HI không tác dụng với FeCl3 đâu. HI cộng FeCl3 để tạo thành gì nhỉ? HI cộng FeCl3 để tạo thành Y2 cộng FeCl2 cộng HCl. Ok chưa? Câu 21. Cho dãy các chất. Cho dãy các chất. Số chất trong dãy tham gia phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3. Phản ứng nhá. Các em chú ý này, phản ứng được với AgNO3 trong NH3 thì nó phải là CHO hoặc HCOOR phải hoặc hydro cắm vào carbon chứa liên kết 3. Một trong ba cái này là được. Vậy anhydride formic là 1. Acid acetic 0, ethyl acetate 0, acid formic là 2, anconitic 0, metin formate là anh này, HCOCH3 được, acetylene, C nối 3C được, vinyl acetylene được, ethylene 0, glucose có, xác không, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chất, vậy đáp án đúng đáp án, B, 6, ok chưa? 20 làm sao Trần Văn Đức? 20 xài đâu em? Khổ lắm. 26 cái đúng rồi. Được chưa? AgNO3 cộng FeCl3 tạo thành. Khổ thật. Bọn này toàn bị lừa. Tạo thành AgCl ấy mày. Cái tủa. Nguyễn Đình Nghĩa. Ok cho em. Tỉnh nhá, tỉnh đòn nhá. Đề này có thấy kinh điển lắm. Sắt 3 cộng không tác dụng với 3 cộng mà Huỳnh Tuyết Nhi. Nhưng mà bạc tác dụng với CL trừ tạo thành AgCl. Đề này có thấy dã man lắm. Thế bảo rồi mà. Mà thầy nhớ không nhầm là năm ngoái anh Duy, Nguyễn Khương Duy học sinh đạt 9 điểm đề thi khối B. Top 150 bạn điểm khối B cao nhất miền Bắc của thầy. Là làm cái đề này 10 câu đầu chỉ đúng được 3 câu thôi. Ok chưa? Mình sang câu 22 nhá. Sẵn sàng chưa? Đấy, đứa nào thấy bị sai nhiều xe lại về tường cái. Đây là lần đầu tiên bị sai. Lên xe xuống, hôm nay rất nhiều đứa bị thông não. Comment đáp án đi để mà còn bị thông não nhiều hơn em ạ. Thông não thì mới nhớ được. Em không thông não em không nhớ được đâu. Phối hợp xe nhiều vào. Hôm nay thầy giúp bọn em thông não mà. Buổi hôm nay là buổi thông não. Chứ còn thầy hoàn toàn có thể chữa các đề dễ cho bọn em. Nhưng mà hôm nay thầy muốn cho bọn em quay trở lại trái đất để bọn em biết là bọn em còn đang thiếu những cái gì. Để mà các em theo dõi kỹ các cái buổi mà live stream tổng ôn lý thuyết cùng thầy. Chứ không mà em cứ đang ở trên trời.
Tiếp nha. Sẵn sàng chưa? Câu 22. 22 nào. Cho các chất có bao nhiêu chất phản ứng được với natri thì cứ có nhóm OH là phản ứng được với natri. Thằng này có, 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 thằng này không. Thằng này có. COH này là nhiệt độ thường thì hoặc là axit. Nhớ này, hoặc axit. Hoặc là OH đa kè. Ok chưa? Thế vậy nhìn kỹ này. Thì mai vẫn nữa mà phù hợp, mai vẫn chữa nữa mà. OH đa kè một cháo. OH này không đa kè vứt. Kiểu anh Hà. Anh này OH không có OH nhưng không đa kè vứt. OH đa kè lấy. COH chắc chắn ăn được CU. OH này lần lấy. Một OH vứt. 1 2 3. Ba cháu nhá, đáp án A. À đúng, tốt. Đấy, phải comment như vậy. Vích lu đúng rồi. Cứ comment thôi. Sai thì sửa, sợ gì. Hiểu chưa? Ok, tiếp tục. 23. Ôi trời ơi, nhìn 23 này mới phê con dê này. RTP con dê. Đấy, chúng ta phải cày những câu như thế này, bởi vì nó thi đại học mà. 23. 23 23 23. Tối nay thì chỉ like 50 câu thôi. Thả thính tí nhờ. Sáng mai rồi mình lại like tiếp. Sáng mai like 505 câu nhận biết không hiểu. Thì dễ hơn. Trong các thí nghiệm, những thí nghiệm sắt bị ăn mòn điện hóa học. Để sắt bị ăn mòn điện hóa học, ăn quyên xe là về tường nhá. Thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện là có hai điện cực là khác nhau này. Và thứ hai là sắt phải mạnh hơn này, có nghĩa sắt đứng trước. Đúng chưa? Kẽm với sắt để không khí ẩm thì hai điện cực khác nhau rồi, nhưng đây là kẽm bị ăn mòn. Vứt. Sắt và đồng thì tạo thành Fe. 2 cộng cộng với đồng. Thế là đồng bám vào thanh sắt, vậy thì có hai điện cặp điện cực đồng và sắt. Sắt lại mạnh hơn đồng. Thế nên thằng này sắt bị ăn mòn. Thả sắt vào kẽm. Đúng không? Thì sắt không bị ăn mòn. À đâu, sắt bị ăn mòn nhưng không phải ăn mòn điện hóa. Thải bên sắt 24 loãng không? Là điện cực. Sắt và đồng 24 loãng có. 2 và 5. Mày đáp án đúng đáp án. À, đấy, nhiều đứa comment đúng hết. Trúc Thanh sai sai lè rồi mà. 2 và A nhá. 2 và 5. Đấy, kinh điển không? Hello hóa học. Đấy, rất nhiều bạn đổi màu A3 thầy rồi. Thầy sẽ phù hộ cho các em trong kỳ thi tới. Sáng mai lại vẫn 5 rưỡi. Ăn học, ăn mòn hóa học không bao gồm ăn mòn điện hóa, Nguyễn Vũ Huy Hoàng nhá. Câu 25 này. Có các biểu sau về phenol. Thầy livestream đợt này đau họng rồi đấy. Em thấy một ngày livestream 2 lần, một lần buổi sáng, một lần buổi tối. Câu 25. Mai lại tiếp nhé. Lại sáng mai, tối mai tiếp. Cho các biểu sau về phenol. Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với natri. Đúng. Phenol tan ở trong dịch cao. Cái này là thầy vừa lại tổng ôn lý thuyết cho bọn em ấy. Cái này là tổng ôn lý thuyết mà. Phenol tan ở trong dịch cao mắt đúng. Nhiệt độ nóng chảy phenol lớn, nhiệt độ nóng chảy ancolytic đúng tiếp. Dung dịch natri phenol tác dụng với CO2 tạo thành N2CO3 sai. Đây nhá, C6H5ONa mà cộng với lại CO2 cộng với nước ấy thì nó tạo thành là C6H5OH cộng với NaHCO3 ạ. Cái này sai. Phenol là một ancol thơm sai. Phenol là phenol không phải là ancol. Ancol phải OH đính vào carbon thơm, carbon cơ. A B C đúng. Vậy là ba nhận định đúng. B bỏ. Ok chưa? Đấy, các em tag tất cả các bạn, các em vào trong video livestream này. Bạn nào mà tự tin là làm đúng full lý thuyết thì nghĩ là những bạn nào mà làm xong ngày hôm nay, xong làm xong bộ 160 thì đúng full lý thuyết, không có gì phải sợ hết. Nhưng mà bạn nào không xem là một sự nuối tiếc trong cuộc đời của em. Đúng không? Mình tiếp sang câu 26. Đây là vẫn có mấy bạn kêu là không nhìn thấy thầy like chữa này. Chắc các em share chưa đủ mạnh đấy, các em share giúp cho thầy về tường cũng như lên trên trang nhân, trên trang cá nhân xong vào trong nhóm lớp giúp thầy nhé. Có cho mấy đứa nó đang kêu là không nhìn thấy thầy like thì tác nó vào đây giúp thầy. Được chưa? Nào, câu 26. Số chất trong gáy tác dụng H4 đặc nóng. Nhưng mà chú ý là không tạo khí H2 nhé. Có nghĩa là không phải phản ứng xóa khử. Được chưa? Sai lèo luôn. Mình có này. Đồng thì là tác dụng H4 chắc chắn sinh ra S2 nên loại. CuO thì có tác dụng nhưng không sinh ra S2 lấy. F34 thì tác dụng H24 thì sinh ra khí H2 loại. Carbon sinh ra S2 loại. FeCO3 sinh ra S2 loại. FeH 3 lần là không, bởi vì phun sữa xóa rồi. Chỉ có CuO và FeH 2 lần. Đáp án đúng đáp án. C ăn khói đúng, Hưng Nguyễn đúng.
Kinh khủng chưa? Kinh điển như thế mà. Thầy ơi độ em nhé. Đang độ đây. Thôi cố lên. Thầy đang đau họng rồi. Đến câu 28 rồi. Cho A mol một chất hữu cơ X và đứng hoàn toàn natri của NaHC3 đều sinh ra amon khí. X này, amon này, cộng natri này, thì sinh ra hydro này. Amon này, suy ra này. X có hai nhóm tác dụng được với natri. Tiếp tục X cộng với NaHCO3 sinh ra CO2. Amon X sinh ra amon khí. Suy ra X có một nhóm tác dụng được với NaHCO3. Và mình nhìn ancol octohydroxin benzylic. Octohydroxin đây là ancol benzylic này. Octohydroxin này. Hai nhóm tác dụng được với natri nhưng không có nhóm nào tác dụng với NaHCO3 loại. Acid adipic thì là có hai nhóm tác dụng được với NaHCO3, đây chỉ yêu cầu một nhóm vứt. Ethylene glycol là anh này. Hai nhóm tác dụng được với natri nhưng mà không có nhóm nào tác dụng với NaHCO3 loại. Là vẫn đáp án D. Acid 3 hydroxin propanoic đây này. Đây OH. Hai nhóm này đều tác dụng được với natri sinh ra hydro. Được chưa? Một nhóm COH tác dụng được, có một nhóm tác dụng được NaHCO3. Được chưa? Vậy đáp án đúng đáp án D. Thầy chữa nhanh vãi. Thầy đang chữa rất chậm Min ạ. Thầy đang chữa cực kỳ chậm. Mạnh dạn lụi về chết. 28 chịu đúng rồi. Đi thí này là tèo hết. 28 chịu. Thầy đang chữa chậm này Trần Văn Đức ạ. Thầy vẫn đang chữa chậm này mà. Cực chậm ấy còn gì nữa. 28 xong rồi. Ok tiếp tục nhá. Rồi bây giờ đang chạy chậm. Não hèm loát không kịp. Thôi rồi đang chạy chậm tiếp câu 29 nào. Tại vì ít đứa xem ấy, chấm nhiều trong xe lại về tường thật nhiều đây. Là ok đang tua chậm này, câu 29 nhá. Trong các chất, số chất làm mất màu nước chrome là mất màu nước chrome á. Thế benzen là không làm mất màu nước chrome. Nhanh như một cơn lốc. Styren có mất màu nước chrome nhỉ? Styren là thằng nào? Đây này. Đây. Nhanh, thầy nói chậm lại nữa. Ok. C nối đôi C đây styren, mất màu nước chrome. Acid acetic không được mất màu. Acid acrylic anh này. Mất màu nước chrome. Anhydride acetic này đọc đề như đọc rác. Anhydride acetic là anh CH3. CHO mất màu nước chrome. Anhydride acrylic CHO mất màu nước chrome. Acetone không? Etin acetat không? À, tại vì thấy ẩn. Vinin acetat. Hôm cuối không học thầy, ừ ngu cho chết. Hôm cuối dạy bao nhiêu mẹo lụi với lại tuồn tài liệu mà không học là ngu rồi Linh Viễn ạ. Thực ra thầy không biết xem lại trên YouTube bật X2. Bật X2 thì thôi em đơ não luôn. Vinin acetat này. CH3 COO C nối đôi C. Có mất màu đúng không? Dimethylete không? 1, 2, 3, 4, 5 D. Nhược điểm của thầy lại là quá nhanh. Nào chất chính xác ok, đáp án đúng đáp án D. Tìm thấy thì không nào. Ờ đúng rồi, tại một lý do đấy. Các em biết lý do gì rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Thầy đâu có bỏ, thầy bị ép mà. Hai anh. Thầy bị ép mà em. Thầy có bỏ đâu. Thầy chẳng muốn bỏ tẹo nào. Ừ, thầy ẩn vẫn xem lại được mà em. Cường sách. Sai quá nhiều, đúng rồi. Thế phải cay thầy. Mình tiếp tục nào. Câu 30. Điện phân điện cực trơ mà ngăn xốp dung dịch X thấy pH tăng. Úi xòi ơi. pH tăng. pH tăng vậy là phải sinh ra OH trừ. Sinh ra OH trừ thì tương đương với việc đó là nước điện phân ở bên cathode trước. Nước điện phân ở cathode trước. Kali không bị điện phân, brom bị điện phân, nước bị điện phân bên cathode trước đúng.
Bari không bị điện phân, Cl trừ bị điện phân, nước bị điện phân bên cathode, đúng. Cl trừ bị điện phân, Na cộng không bị điện phân, nước bị điện phân bên cathode, đúng. Ba cộng bị điện phân, NO3 trừ không bị điện phân, vớt nước không bị điện phân ở bên cathode. Tiếp tục nhá. Dung dịch Y thì pH giảm. pH giảm tương đương với lại H cộng sinh ra, tương đương với lại nước bị điện phân. À nốt trước. Na cộng không bị điện phân, S42 trừ không bị điện phân. Vậy là nước bị điện phân cả hai vế vứt. CO2 cộng không bị điện phân, CO2 cộng bị điện phân, S42 trừ không bị điện phân. Vậy nước bị điện phân bên anode trước, đúng. Vậy đáp án đúng, đáp án B. Ngon. Ngọt. Đúng không? Tiếp tục nha. Câu 31. 31. Thực ra câu này nó, câu này có một vấn đề này. H cộng bị điện phân, Cl trừ bị điện phân, đúng không? Nói lại thầy nhanh quá. Nó chậm như thế rồi còn gì nữa em. Cực kỳ chậm rồi ấy. Mạng yếu đấy bạn. Đúng rồi, chắc là mạng của các em bị yếu ấy. Ờ thầy vẫn dạy cái mẹo đấy mà em. Nhưng mà mấy năm nay không dùng được mẹo đấy nữa đâu. Trọng lê trí ạ. Mấy năm nay không dạy được, không dùng được mẹo đấy nữa đâu. Nhưng mà thầy vẫn có mẹo. Đây này, thầy đang chuẩn bị livestream cho các em bộ này này. Nà tèn 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 tèn. Đấy, sắp tới mình sẽ livestream bộ này. Bộ này mới kinh. Mình tiếp nhé sang câu 31. Câu 31 này. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các em ơi, các em sao lại ối rồi ôi tin được không? Các em ơi, bạn nào muốn nghe giảng lại thì xét lại về tường nhá. Xong rồi là chốc nữa rồi là tua lại là được, ok thôi. Câu 31 nào. Câu 31. Cho các chất. Còn mấy chiêu nữa mà, thầy còn mấy chiêu nữa cơ. Thầy còn mấy chiêu chia số xấu nữa cơ. Livestream hết. Có linh chứ. Cái gì chả có linh. Thầy mới ngồi vào cả buổi chiều nay thầy soạn đấy. Tiếp nhá. Số chất đều phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH này. Nhôm có nhỉ. Nhôm không được tính như phản ứng cả hai đấy. Al2 3 có này. Al2S 43 lần thì tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng HCl. ZnOH 2 lần thì tác dụng với cả HCl cả NaOH. HF thì tác dụng cả HCl cả NaOH. K2SO3 thì tác dụng HCl chứ không tác dụng với NaOH. NH4 cộng tác dụng HCl. Sorry nhầm, NH4 cộng cộng NaOH để tạo thành NH3. CO3 2 trừ tác dụng HCl để tạo thành CO2. 1, 2, 3, 4, 5. Đáp án đúng, đáp án A. À, 5 cháu. Xong. Phạm Thị Thanh Trúc đúng đấy. Trúc Vân đúng đấy. Đấy, các em thấy không? Làm mấy câu nhận định này mà mình mà đếm lệch thì là toi luôn. Toi xèo luôn. Câu 32 nè. 32 nè. Thầy vẫn up lên YouTube mà em. Thầy vẫn up lên YouTube mà. Câu 32. Đun nóng chất. Trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là. Thầy phải dạy bọn em mấy chiêu võ vẽ. Thực ra thì mấy chiêu võ vẽ mấy năm nay không sử dụng được nhiều. Trọng lệ trí. À, mấy chiêu võ vẽ mấy năm nay không sử dụng được nhiều. Đinh Vương ạ. À. Biết vậy học thầy từ đầu. À, đấy em hãy nói cái điều đấy với các em 2K2 nhá. Em ạ. À, hãy nói điều đấy với các em 2K2 giúp thầy nhá. Đánh 30 giây để ngấm. Em toàn đếm thiếu, ok không sao cả. Đi thi mà nhanh như thầy. Các em ơi, team offline với online của thầy nó nhanh được như vậy đấy. Offline với online thầy học sớm ý, nó đều nhanh được như vậy luôn. 32 nào. Đun nóng chất trong dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là. Đây anh này tách thằng này ra. Chú ý này, trong HCl ấy, thì không còn tồn tại NH2 mà tạo thành NH3 cộng, đúng không? Và thằng này còn NH2 vứt, thằng này còn NH2 vứt. Thằng này còn NH2 vứt, thằng này còn NH2 vứt. Vậy là A vứt C rồi. Đúng chưa? Chú ý cho thầy một điểm chú ý này. Cộng với HCl đấy còn thay đổi đoạn mạch nên chắc chắn phải có cái nhánh CH3. Thằng này không có, thằng này không có nhánh CH3 vứt. Thằng này không có nhưng thằng này có nhánh đúng không? Thế này thằng này không có là bởi vì thằng trước không có. Sao thằng này có nhánh? Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Ok, thank you em.
Vừa nãy điện thoại bị lệch em ạ. Giờ ổn lại rồi. Ok, đợi một tí cho các bạn cùng vào nhé. Đợi một tí cho các bạn cùng vào. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Cách này sau đó thì nó lại bị. Thôi chịu lệch một tí vậy. Rồi ok. Tiếp tục nhá cả nhà, tiếp tục nhá. Đề này khó quá ít người xem. Câu 33 nào. Câu 33 nào các em. 33. Thầy cố tình để đề khó đấy. Để cho các em biết là các em đang thiếu ở đâu. Nhiệt phân các muối sau, số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng xóa khử là. Nhiệt phân các muối sau, số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng xóa khử là. Mình có này, N4NO2 thì nhiệt phân NH4NO2 nhiệt phân thì tạo thành N2 cộng H2O, vậy là O xóa khử. NaHCO3 nhiệt phân tạo thành Na2CO3. Benzen không làm mất màng brom em ạ. Bởi vì benzen không có PCC mà nó chỉ có liên kết pi ở bên trong tạo thành vòng liên hợp thôi. Thì nó là thực hiện phản ứng thế của phản ứng cộng. Nào tiếp tục này, NaHCO3 nhiệt phân thì tạo thành Na2CO3 đúng không? Na2CO3 thì đâu phải là phản ứng xóa khử. CaCO3 nhiệt phân thì tạo thành CO cộng với lại CO2 đúng không? Vậy thì cũng không phải là phản ứng xóa khử. KMNO4. KMNO4 mà nhiệt phân thì tạo thành K2MNO4 cộng MNO2 cộng oxy, vậy là phản ứng xóa khử. NaNO3 nhiệt phân thì tạo thành NaNO2 cộng với lại oxy, vậy là oxy hóa khử. CuNO3 hai lần nhiệt phân thì tạo thành CuO cộng NO2 cộng oxy, oxy hóa khử. 1, 2, 3, 4. B bỏ. Được chưa? Câu 34 nào. Phê không? Phê con dê luôn. Câu 34. Cho cặp chất sau, số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường. Các em lưu ý nhé. Ở nhiệt độ thường. Lưu ý cho thầy cụm từ ở nhiệt độ thường. Thế thì clo và oxy không phản ứng ở nhiệt độ thường. HS với lại PbNO3 hai lần tạo thành PbS cộng HNO3. Có xảy ra phản ứng. Đứa nào chưa xe lại tường, xe thật nhanh về tường nhá. COS, COS và HCl không phản ứng. Bởi vì COS không tan HCl. Clo và NaOH để tạo thành NaCl cộng NaClO cộng với nước, vậy là có xảy ra phản ứng. 1, 2, D. Câu 35. 35 nào. So sánh nào dưới đây không đúng? ALOH 3 lần và CROH 3 lần đều là chất lưỡng tính thì đúng, nhưng vừa tính xóa vừa tính khử là sai. Al2O3 chỉ có tính ALOH 3 lần, chỉ có tính oxy hóa thôi. BAS4 là kết tủa màu trắng. BaCRO4 là kết tủa màu vàng. Đều là những chất không tan trong nước là đúng. Vậy là không đúng là A. 35 A. Ok chưa? Tan trong gì em? Thầy ghi như vậy, thầy em ghi như vậy thầy không dịch được luôn. Hỏi lại nhá. Câu 36 nào. 36 là mình còn 14 câu nữa. Chỉ dùng thêm một thuốc thử trình bày cách nhận biết. Chỉ dùng thêm một thuốc thử trình bày cách nhận biết chất rắn sau. Ủa. MS tan trong axit đúng. Quỳ tím. Nhìn nhá, thầy sử dụng thêm một thuốc thử quỳ nhá. Thì nào chuyển xanh. Không hiện tượng, không hiện tượng, không hiện tượng. Bây giờ thầy mang NaOH nhận biết được. Cho vào nhôm thì tan. Không tan, không tan. Được chưa? Thế còn ZNO và CaCO3 chịu. Không làm được gì nữa. Vậy là không thể sử dụng quỳ được. Đúng chưa? Không thể sử dụng quỳ được. Đấy, quỳ thì nó chuyển thành xanh của thằng NaOH thôi. Xong thằng nhôm đấy. Sai. Thằng này cũng tan. Nhưng riêng thằng nhôm tan có khí, thằng ZNO không tan không khí, vậy là nhận biết được hết. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án quỳ. Được chưa? Tiếp tục nha. Tiếp tục nha, câu 37 nào. 37.
dẫn khí CO. À, đề hả? Đề thì sắp tới thầy soạn cho em một cái bộ đề là đề dự đoán chuẩn 8 điểm. Đang soạn rồi. Đang soạn nữa Linh Vương ạ. Thầy đang soạn mà. Tiếp tục nhá. Câu 37. Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp nung nóng. CO thì chúng ta chú ý rằng CO chỉ khử được các oxit đứng sau nhôm. CO chỉ khử được các oxit đứng sau nhôm. Chỉ khử các oxit đứng sau nhôm. Được chưa? ZnO tan trong NaOH em nhé. Tan mà. Ở đây tan mà. Thầy ghi từ tan mà. Được chưa? Vậy ở đây mình có nhôm vẫn là nhôm. Al2O3 vẫn là Al2O3. Được chưa? Vậy loại này không Al2O3, loại này không Al2O3. MgO vẫn là MgO. MeO thì thành Fe. Vậy đáp án đúng đáp án. À. Ok chưa? Tiếp tục nha. 37A đúng là chính xác. 40 nào. 40 nào. Cho bốn hỗn hợp. Ok, như cái câu này trùng hay sao ấy nhỉ? Câu này trùng. Vừa nãy là anh này tan này. À không. Câu này không trùng đâu. Nhìn kỹ nha. Đầu tiên là Na2O này. Tan trong nước nếu mà 1 mol. Al2O3. 1 mol thì tạo thành NaOH. 2 mol cộng với Al2O3. 1 mol thì tạo thành NaAlOH. 4 lần tan hết. Ok. Cu vào sắt 3 cộng. Thằng này 1 thì thằng này là 1 nhưng sắt 3 cộng sẽ là 2. 1 2 2 đồng 2 cộng. Cộng sắt 2 cộng. Tan tiếp đúng không? BaCl2 và CuCl2 tan hết. Ở đây có Ba có S4 thì Ba tan trong nước tạo thành BaOH 2 lần. BaOH 2 lần cộng với S4 tạo thành BaS4. Không tan. Một thằng tan, hai thằng tan. Ba thằng tan. Đáp án đúng đáp án D. Ok chưa? 41 nào các em. 41 nào. 41 nào. Nhúng một lá sắt nhỏ. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong số các chất sau. Số trường hợp phản ứng tạo thành muối sắt 2. Lưu ý là muối sắt 2. Lưu ý tạo muối sắt 2 nhá. Vậy mình có này. Sắt cộng sắt 3 tạo thành sắt 2 lấy. Sắt không ăn được kém, vứt. Trên YouTube Chí Thành nhá. Sớt Minh Myelin, skin 01, skin 02 đầy. Sắt vào đồng 2 cộng có để thành sắt 2. Sắt vào chì, khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố, sắt đẩy chì có sắt 2. Sắt vào HCl có tạo thành sắt 2. Sắt không ăn NaCl. Sắt ăn HNO3 thì nó lên sắt 3, vứt. Sắt ăn N4 đặc nóng lên sắt 3, vứt. Sắt không ăn N4O3. 1 2 3 4 4 cháu, được chưa? Đáp án đúng đáp án C. Câu 42 nào. Câu 42 nào. Úi xồi, 9 cặp. Số cặp trong đó phản ứng xảy ra là. Nhìn kỹ thầy viết nhá. NaAlO2 cộng AlCl3 tạo thành kết tụ AlOH 3 lần. Có phản ứng. NaOH vào NaHCl3 tạo thành Na2CO3. Có phản ứng tiếp. BaCl not không phản ứng. NH4Cl và NaAlO2 để tạo thành kết tụ AlOH 3 lần. Có phản ứng. BaLO2 có Ba cộng S4 hay trừ tạo thành kết tụ BaS4. Có phản ứng. Na2CO3 tính bazơ, AlCl3 tính axit tạo thành kết tụ AlOH 3 lần cộng CO2 bay lên. Có phản ứng. Đang chậm mà. HCO3 trừ ăn OH trừ tạo thành CO3 2 trừ. CO3 trừ ăn Ba 2 cộng để tạo thành BaCO3. Có phản ứng. CH3CONH4 cộng HCl tạo thành CH3COOH cộng NH4Cl. Có phản ứng. KH4 thì chú ý này, đây có H cộng, đây có HCO3 để tạo thành khí H cộng cộng HCO3 tạo thành khí CO2. Có phản ứng. Thầy giải đáp cái câu hỏi của bạn Linh Vương sau cái 3 không phản ứng. Bởi vì đây là B2 cộng DHCO3 trừ thì không phản ứng. Nó phải tạo thành chất khí hoặc chất kết tủa hoặc chất điện ly yếu. Không có tạo thành bọn đấy. Vậy ở đây thì có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 phản ứng sẽ ra. C. Ok chưa? Câu 43 nhá.
43 nhá cả nhà, 43 nhá. Cho các polymer sau. Trong số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là à ha, chết mất. Nắng hạ. Nhớ theo dõi thầy thật nhiều vào. Không là tèo đấy, thầy có rất nhiều mẹo rất kinh. 44 não cá vàng. 43 nào, cho các polymer sau, trong đó polymer điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Trùng hợp là phải có nối đôi. Điều kiện phải có nối đôi. Nylon 66 là trùng ngưng. Polyvinyl clorua là đi từ anh này. Vinyl clorua. Vậy là trùng hợp có. Thủy tinh plexiglass là đi từ anh. Metin mes acrylas đúng không? Metin mes acrylas. Đây CH2 C CH3 COO CH3 đi từ anh này, có nối đôi. Trùng hợp Teflon CF2 nối đôi CF2 trùng hợp. Visco không, bởi visco là ngưng thằng ngâm thằng sen trong thằng CH2. Tonitron là vinyl cyanua. Là có. Cao su buna là anh này. Có. 1 2 3 4 5. 5 anh đáp án đúng đáp án. À. Polyvinyl clorua, thủy tinh plexiglass, teflon, tonitron và cao su buna. 1 2 3 4 5. Đáp án đúng đáp án. À. Đấy là cái ni lông 6 nhá, Nguyễn Phương Thảo nhá. Đây là cái ni lông 6. Câu 44. Trong này mình có nhựa Novolac. Nhựa Novolac giảm tải rồi. Nên bỏ Hồng Ngược với lại Phạm Hoàng Anh nhá. Nhựa Novolac là sử dụng cấu trúc không gian nên là không được tính là trùng hợp. 44. Tổng số chất thuộc chất điện ly và chất điện đi mạnh là. Ừ thầy mới xóa đấy. Tổng số chất thuộc chất điện ly và chất điện đi mạnh này. Bây giờ mình đi xét bọn chất điện ly đã. Chất điện ly là axit, bazơ, muối và nước. Này, bazơ này, axit này, axit này, axit này. Thằng này rượu không phải chất điện ly. Thằng này đường không phải chất điện ly. Muối này, muối này, muối vậy. 1 2 3 4 5 6 7 chất điện ly. Loại. Chất điện ly mạnh là axit mạnh, bazơ mạnh và tất cả các muối. Axit mạnh. Đây là bazơ mạnh này. Axit yếu vứt, axit mạnh này. Axit yếu vứt. Mọi muối này. 1 2 3 4 5 5 chất điện ly mạnh. Vậy đáp án đúng đáp án D. Tốt, ui được cái câu này đứa nào cũng comment nhờ. 44 rồi. Mình giải câu 50 thôi. Vậy mình còn 3 câu nữa. 45. Cho một ít bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư, sau cái thí nghiệm thì thu được dung dịch gì? Các em cứ chú ý cho thầy, AgNO3 dư chắc chắn trong dung dịch sau phản ứng nó phải còn AgNO3. Thế loại thằng này làm gì còn AgNO3? Đúng chưa? Thế viết thầy phương trình nha. Fe cộng với bạc cộng thì đầu tiên tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại bạc. Nhưng do bạc cộng dư nên thằng sắt 2 cộng lại cộng với bạc cộng để bài cho dư mà. Chịu thôi em ạ, phải nghỉ sáng mai. Sáng mai 5:30. Mình còn chiến tiếp 505 câu nhận biết thông hiểu mà. Học chỉ học 1 tiếng thôi không nó căng không ngủ được. Sau đó các em phải đi ngủ 10:30 rồi. 10:30 bây giờ thầy không livestream đến 11:00 mà thầy livestream 10:30 thôi. 10:30 sau đó các em lên giờ đi ngủ. Ngủ để mà xét lại cái đồng hồ sinh học sắt 3 cộng cộng bạc chứ không là hại bọn em. Vậy là trong dịch chỉ tồn tại mỗi sắt 3 cộng do bạc cộng dư nên sắt 2 cộng hết. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án à. Ok, Quang Đạt đúng rồi đấy. Thấy ổn ổn rồi đấy nhờ. 46 này. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là. Xe lại về tường nhá. Không sai nhục lắm. Có các thí nghiệm sau, số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là H2S vào FeCl2 không xảy ra phản ứng do FeS tan trong HCl. Sục CO2 nước ra ven. CO2 cộng với NaClO cộng với nước thì nó tạo thành NaHCO3 cộng với lại HClO có phản ứng. Nhỏ AgNO3 trong dịch NaF như thế đã phân tích. AgF tan nên không xảy ra phản ứng. Những anh đồng FeCl3 để tạo thành đồng cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng có xảy ra phản ứng. Vậy là 3 và 4 và 6.
Vậy là hai phản ứng xảy ra. Ok, 47 câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. 47 câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau. Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau. Phenol này, axit acetic CO2 được phản ứng với NaOH, đúng. Chữa chậm nhá. Phenol này, ancol ethylic không phản ứng với NaHCO3. Phenol thì phản phenol không phản ứng NaHCO3, ancol ethylic cũng không phản ứng với NaHCO3. Chính xác. Ừ, thì hỏi xảy ra mà. Thì thằng 1 với thằng 4 có xảy ra đâu? Trần Văn Đức. Thì nó không sinh ra cái tủa thì nó mới không xảy ra chứ. Điều kiện phản ứng mà em, chứ nó có xảy ra phản ứng đâu. Thằng 1 với thằng 4, thằng 1 với thằng 5. Thầy ẩn đi em ạ. Nó không xảy ra phản ứng rồi. Đức hít thở bình tĩnh xong nhìn lại xem. Đức nhìn nhá. H2S không tác dụng được với FeCl2 bởi vì nó không tạo thành chất khí, không tạo thành chất bay hơi và cũng chẳng tạo thành chất kết tủa. Tương tự như vậy thì thằng AgNO3 với NaF cũng vậy, bởi vì AgF không kết tủa nên nó không xảy ra phản ứng bởi vì nó có tạo thành khí đâu. Nhỏ lắm. Nào, câu số 3. CO2 và axit acetic phản ứng với natri phenolat và natri etylat. Cái này đúng. Phenol, ancol ethylic và CO2 không phản ứng với natri acetat. Phenol, ancol ethylic và CO2 không phản ứng với natri acetat, đúng tiếp. Được em ạ, Huyền Trang lên, vẫn xem được. HCl phản ứng với dịch natri acetat, natri paraquinolonat, đúng. Về đây bài này mình có 1, 2, 3, 4, 5 nhận định được đúng. Đáp án đúng đáp án. Dè. Tốt nhất là lưu video vào các bạn. Được. Ok. Các ơi, hẹn các em 5 giờ 30 sáng mai. Mình chiến tiếp 505 câu nhận biết. Nhận định. Thông hiểu. Còn bây giờ đi ngủ thôi. Đi ngủ để xét lại đồng hồ nhá. Bởi vì là chúng ta thi buổi sáng mà. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.